chào anh em nhá. Đang chuẩn bị thay em trai cái đèn gầm của Hyundai này, toàn bộ dòng Hyundai HD 110L, 110L thì nó sẽ lắp cái đèn tròn này. Đây hàng xịn chính hãng anh em nhá, 100% hàng 4 bit luôn. Đấy, nói không với hàng Trung Quốc, 4 bit thì là cái lòng của nó là bằng lòng sắt anh em nhá, lòng bên trong bằng lòng sắt. Đây, lòng sắt anh em nhá, lòng trong bằng lòng sắt. Con này thì thay rất là dễ thôi anh em, chỉ việc chơi mình hai đốc thôi. Đấy, đấy, các bạn tháo ngay đâu rồi, cà lê 10 anh em nhá, cà lê 10 hoặc là T10, tạch 10 thì anh em. Đấy, các bạn thấy không, rất là đơn giản luôn. Anh em chỉ việc cho hai con, hai con cà lê 10 thôi, ký chung lấy bít, bắn nó nhanh, hai bít bắn đấy. Đấy, đây các bạn này, đây là gầm đây. Đấy, toàn bộ dòng xe Hyundai thì nó sẽ dùng cái đèn gầm này anh em nhá. Nhưng mà nó có một cái lưu ý ấy, các bạn ạ, đây là có một cái lưu ý này. Thì là tất cả đèn gầm thì nó lại đều một form thôi, nhưng mà nó có cái rắc này các bạn này, cái rắc này sẽ phải đưa sang nhá, vì đa số là xe HD Việt Nam mình ấy, cái rắc này chân nó sẽ khác kiểu chân này. Đấy, chúng ta chung rắc, đây là chung rắc, nếu không có thì đây, ông đây chung, ông đây. Đấy các bạn này, các bạn sẽ những cái khuy nhựa ra. Đấy các bạn thấy không, à rắc vừa luôn. Đấy, đèn lắp vừa luôn, đúng của nó zin luôn nhá. Thì có một số cái đời mà nó làm trên rắc khác thì anh em lưu ý giúp mình nhá. Đấy, rất là đơn giản luôn các bạn thấy không. Đây, đó, đèn gầm Hyundai HD xịn sò 100% luôn. Lắp rất là đơn giản. Chưa đầy 2 phút là xong. Ơ, buổi trước hỏi anh cả đồ của con Isuzu à? À ok em trai. Ok, cháy luôn rồi gì? Rồi đấy, cháy luôn cho. Đấy, nghe xong rồi các bạn, rất là đơn giản luôn. Anh em mà mấy đèn hoặc mua đồ hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978828. Anh em ơi, anh em lưu ý giúp mình qua các video nhá. Hiện tại thì mình vẫn đang làm việc 98A. Tháng 9 là mình sẽ phá hủy toàn bộ cái 98A này, không làm ở đây nữa. Mình sẽ chuyển hết toàn bộ sang số nhà 110, diện tích gần 100m2. Và mình xin phép anh em là có một tháng bán không lợi nhuận. Đấy, hôm nay thì vẫn làm việc ở 98A, nhưng mà đến tháng 9 có nhà thế hết tháng ồn anh em ạ. Hết tháng ồn là mình sẽ chuyển toàn bộ sang bên kia và mình sẽ không làm việc ở đây nữa. Anh em biết, anh em nhớ điện cho mình nhá. Cảm ơn anh em xem trai rất là nhiều luôn. Cảm ơn anh em. Anh em nhớ chia sẻ giúp mình cái thông tin đó nhá. Cảm ơn anh em nhá. Ở đây đang xem trai. Đấy, anh em nháy. Đèn gầm ạ. Bác ơi đèn gầm, bác ơi đèn gầm. Lép luôn. Ok, cảm ơn em trai. Anh chị anh cảm ơn. À nhớ rồi, hôm nọ đêm buổi đêm thay cái gương xịn đấy nhờ. Đấy chứ là kiểu đán lắm à. Kiểu tầm nhìn nó không được rộng. Nó không được rộng của em. Tầm nhìn lên xe nó không được rộng. Anh xem nào. Ơ, con này xịn mà. Con này xịn đấy. Nhìn kiểu nó không được. Thế thì khi nào em đảo đi, đảo lưng lái sang bên này, cho này sang bên này. Đảo được à? Đảo được giống nhau mà, hai cái một chiều mà. Đi nó sờ đấy.